Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình Thị trường Nông sản. Thưa quý vị, thời điểm này thì các tỉnh miền Nam liên tục phải đối diện với những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, còn tại miền Bắc nhiệt độ cũng bắt đầu tăng cao. Dự báo từ cuối tuần này, đợt nắng nóng kỷ lục đầu tiên sẽ bao trùm miền Bắc và có địa phương sẽ vượt ngưỡng 40 độ C. Nắng nóng gay gắt sẽ có những ảnh hưởng nhất định tới sinh hoạt và để giải nhiệt thì nhiều gia đình có xu hướng lựa chọn rau xanh nhiều hơn. Nắm bắt điều này, nông dân trồng rau đã sớm xuống giống với nhiều loại rau dễ ăn, thanh mát. Tuy nhiên thì canh tác trong điều kiện nhiệt độ cao, khô hạn cũng khiến cho nhiều nông dân lo lắng. Thị trường rau xanh mùa nắng nóng sẽ ra sao? Những điều này sẽ được chúng tôi phân tích trong chương trình Thị trường Nông sản tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thế nhưng trước hết, xin mời quý vị sẽ cùng đến với những tin tức cập nhật mới nhất về thị trường nông sản những ngày gần đây. Theo đó thì có nhiều tin vui với doanh nghiệp và nông dân khi mới đây Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề xuất điều chỉnh lại danh mục gạo thơm xuất khẩu vào EU, còn Bộ Tài chính cũng đề xuất loại bỏ phân bón thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Ngoài ra, xuất khẩu gỗ cũng có những tín hiệu vui đầu tiên. Tuy nhiên, giá sầu riêng đang có chiều hướng sụt giảm mạnh. Trong khuôn khổ thực thi Hiệp định EVFTA đang triển khai, hiện nay có 9 giống gạo thơm được hưởng ưu đãi thuế trong hạn ngạch khi xuất khẩu sang EU, bao gồm Jasmine 85, ST5, ST20, Nàng Hoa 9, VD20, RVT, OM4900, OM5451 và Tài nguyên Trợ Đào. Sau gần 4 năm triển khai thực hiện hiệp định, Việt Nam đang tiếp tục đề xuất điều chỉnh danh mục gạo thơm để xuất khẩu vào EU với mức thuế là 0% theo hạn ngạch, để phù hợp với thực tế xuất khẩu gạo của Việt Nam hiện nay. Việc đề xuất điều chỉnh đang được Vụ Hợp tác Quốc tế phối hợp cùng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm việc với phía EU. Đến nay, vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng là điều chỉnh bổ sung giống gạo thơm nào vào danh mục các giống gạo sẽ được hưởng ưu đãi thuế trong hạn ngạch khi xuất khẩu vào thị trường EU. Theo luật giá trị gia tăng sửa đổi, được Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ tới đây, phân bón được loại bỏ khỏi danh mục đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng này sẽ được vào diện chịu thuế 5%. Đề xuất này được cho là sẽ giúp sản phẩm phân bón trong nước có khả năng cạnh tranh hơn so với sản phẩm nhập khẩu. Thực tế, thời gian qua, doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước gặp nhiều khó khăn do không được kê khai khấu trừ thuế. Đầu vào thường ở mức 5-10% và tính vào chi phí sản xuất. Trong khi đó, nông dân phải mua phân bón với giá cao do các nhà sản xuất trong nước đã đẩy một phần chi phí thuế vào giá thành sản phẩm. Vì thế, mục tiêu giảm giá phân bón để hỗ trợ nông dân không thể đạt được. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, 3 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của nước ta đạt hơn 3,5 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường xuất khẩu chính vẫn là Mỹ, Trung Quốc, Canada, Anh. Mặc dù tín hiệu trong đầu năm 2024 là khá lạc quan, nhưng theo Cục Xuất nhập khẩu nhận định, các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ của Việt Nam đang đứng trước những khó khăn mới, đặc biệt là khi giá cước vận chuyển hàng hóa được dự báo là tiếp tục tăng cao trong thời gian tới. Hiện đã vào thời điểm thu hoạch rộ, nhưng giá sầu riêng giảm xuống một nửa so với đầu vụ, chỉ còn 80.000 tới 90.000 đồng một kg. Có nơi chỉ còn 65.000 đồng một kg. Nguyên nhân giá giảm là do nguồn cung trong nước lớn. Cùng thời điểm này, Thái Lan cũng bắt đầu thu hoạch sầu riêng. Với chất lượng tốt, sầu riêng Thái Lan được bạn hàng Trung Quốc đánh giá cao nên giảm nhu cầu tiêu thụ đối với sầu riêng Việt Nam. Giá giảm mạnh dẫn tới tình trạng thương lái mua sầu riêng non. Để đối phó, các địa phương đã thông báo với các hợp tác xã yêu cầu thương lái đến mua sầu riêng phải xuất trình được thông tin về cơ sở kinh doanh để ngành chức năng có thể quản lý. Thưa quý vị, đến thời điểm này, các vùng trồng rau chuyên canh trên cả nước đã khép lại vụ đông xuân với nhiều thắng lợi về giá cả. Nhiều nông dân phấn khởi khi mà ra Tết, giá rau vẫn duy trì ở mức cao. Đây là tiền đề tốt để các nông hộ bước vào canh tác vụ rau hè thu, vụ rau được kỳ vọng khi mà nhiều người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn rau xanh để giải nhiệt cho bữa cơm gia đình. Tuy nhiên, cuối tuần trước thì miền Bắc vừa trải qua đợt mưa dông diện rộng, miền Nam khô hạn kéo dài. Những điều này ít nhiều đã có những tác động trực tiếp tới các vùng rau màu tập trung. Thị trường rau xanh mùa nắng nóng tới đây được dự báo là sẽ có phần sôi động. Phóng sự sau đây sẽ giúp quý vị có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này. Những năm trước, cánh đồng trồng rau này có thể cho thu tới hơn 130 triệu đồng một hecta, nhưng đến nay thì bỏ không vì không có nước ngọt sản xuất.
hạn hán và xâm nhập mặn kéo dài khiến nông dân ở huyện Gò Công Đông, tỉnh Kiên Giang không còn mặn mà với bất cứ loại cây trồng nào, nhất là rau xanh. Đã nó mặn rồi mà, ngắm xuống đất thì đất xả cái hột giống nó lên, không lên nó mặn rồi nó béo. Không chỉ tại Tiền Giang, vụ rau hè mất trắng cũng là tình trạng chung của nông dân trồng rau ở Kiên Giang, Bến Tre. Trồng ít đỉnh à, 3-4 giạt như thôi, 2 giạt thì cái nhân bỏ lại gì đó. Thằng hẳn nó khô quá, không có nước á, tại mình tưới không kịp á. Có lúc có lúc không có, có lúc mình thêm nước, mình nó hụt lâu lâu mình kêu sửa lần đó. Tại miền Bắc, việc sản xuất rau hè cũng đối diện với nhiều khó khăn do thời tiết. Trận mưa dông bất ngờ với lưu lượng lớn diễn ra vào chiều và tối ngày 20 tháng 4 năm 2024 đã khiến nhiều vùng rau ăn lá của thành phố Hà Nội bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Tại vùng rau Văn Đức, huyện Gia Lâm, dù hệ thống tiêu nước hoạt động tích cực, nhưng mưa lớn kèm dông vẫn khiến nhiều ruộng rau ăn lá bị dập gãy. Bây giờ ấy, càng ngày càng chúng tôi, bà con cảm thấy là sản xuất ra ấy, là rất là khó khăn bởi vì ảnh hưởng đến thời tiết. Cái thứ nhất là bây giờ ấy, cứ động mưa là rau bị xém. Như ngày trước ấy thì mưa thì là nó cũng không bị xém như bây giờ. Bây giờ có thể rau chúng tôi sẽ độ 1-2 hôm nữa là cắt. Nhưng mà một trận mưa rào thì nó quay trở lại là nhiều nhà bị xém hết, không thể thu được. Cho nên là rất là lo về thời tiết, bây giờ nó càng ngày càng khắc nghiệt hơn. Dù khởi đầu vụ không thuận lợi, nhưng nhiều nông dân trồng rau ở Văn Đức vẫn đặt nhiều hy vọng vào vụ rau hè này. Nhất là khi đến nay, giá rau xanh vẫn đang ổn định ở mức cao. Nắm bắt thông tin về thời tiết thất thường, gia đình anh Tuấn dự định sẽ lựa chọn xuống giống sen canh, một số loại ít bị tác động như rau ngót, rau muống, cần tây. Ngoài ra một phần diện tích, anh vẫn tiếp tục trồng các loại cải ngọt để đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Vụ hè thì ta cứ gọi là giữa năm ấy, thì người dân chúng tôi là sẽ trồng một số cái chủng loại rau đúng cái vào cái thời tiết mùa hè là chống chịu được thời tiết thì nó mới đảm bảo được. Thứ nhất là trong cái vụ rau là người dân chúng tôi là phải chủ động nghiên cứu xem mùa nào chủng loại rau đó thì sản xuất nên mới đảm bảo được. Thứ nhất là về mặt kinh tế gia đình nó đảm bảo. Hiện Văn Đức có 250 hecta rau với sản lượng khoảng 50-70 tấn rau một ngày, cung ứng cho thị trường Hà Nội và các địa phương lân cận. Theo đại diện Hợp tác xã Sản xuất Dịch vụ Nông nghiệp Văn Đức, hàng năm trước khi bước vào vụ sản xuất rau hè, Hợp tác xã sẽ tiến hành kiểm tra, sửa chữa lại hệ thống kênh mương để có thể phục vụ công tác tưới tiêu tốt nhất. Ngoài ra, Hợp tác xã cũng định hướng người dân cần canh tác giải vụ, trong đó chủ yếu lựa chọn các loại rau phù hợp với nắng nóng, chịu được ngập để hạn chế sâu bệnh, tiết kiệm chi phí sản xuất, đồng thời có năng suất, chất lượng tốt nhất. Nó theo cái thích ứng cái nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng, chúng ta không thể nói là chúng ta sản xuất có cái gì mà chúng ta phải sản xuất theo cái nhu cầu của thị trường cần cái gì. Thế thì cái đấy là những cái mà vì ngoài Bắc là có đặc thù là không như trong Nam, một năm nó có 4 mùa rõ rệt. Thế thì mùa hè thì bà con người tiêu dùng người ta lại thích ăn, nghĩa là cái rau mà để mang tính chất mùa hè nó mát. Thì ví dụ như là cải ngọt, rau muống, rau mùng tơi, rau dền, rau ngót, đấy là những cái mà ăn cái rau mùa hè thì chúng tôi lại tập trung chỉ đạo bà con này, chúng ta làm những cái rau đấy, rồi là cái bầu cà mướp bí để chuyển cái vấn đề về của mùa đông thì sang mùa hè là những loại rau sản phẩm đấy nó thích ứng được cái vấn đề về nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng để chúng ta phát triển sản xuất và chúng ta phục vụ cho cái vấn đề thị trường. Hiện các loại rau xanh trên thị trường có giá dao động từ 10-20.000 đồng một kg, tùy loại. Rau sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp có giá cao hơn từ 20-30%. Dự báo trong một tháng tới, giá rau xanh có thể tăng nhẹ do nguồn cung bị ảnh hưởng do yếu tố thời tiết. Tuy nhiên, sau đó, giá sẽ được điều chỉnh ổn định vì rau hè phần lớn có thời gian sinh trưởng ngắn, tối đa 40 ngày, nên các hợp tác xã nông hộ có thể sớm chủ động được diện tích, sản lượng, cung ứng ra thị trường. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn định hướng các vùng rau màu cần sớm có kế hoạch sản xuất, tránh tình trạng cung cầu không gặp nhau. Phía các địa phương hỗ trợ vấn đề liên kết, nâng cao cái liên kết giữa hợp tác xã với các doanh nghiệp. Và cái hỗ trợ nữa là vấn đề thị trường,
vấn đề các mở rộng thị trường, tiếp thị trường để làm sao tốt nhất để cho cái vấn đề rau của chúng ta đảm bảo tốt nhất. Song song đấy thì rõ ràng như tôi nói vừa trước là vấn đề về kỹ thuật, chúng ta phải đảm bảo được vấn đề về chất lượng, vấn đề sản lượng, về vấn đề giá thành để đảm bảo cái tính cạnh tranh của chúng ta, đáp ứng được cái yêu cầu thị trường tiêu thụ trong nước cũng như vấn đề để xuất khẩu. Bên cạnh việc điều tiết sản xuất, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo các địa phương nên gia tăng diện tích rau sản xuất công nghệ cao, hạn chế sự phụ thuộc vào yếu tố thời tiết, dịch bệnh, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Anh Nhất đã canh tác dưa chuột trong nhà lưới từ hơn 2 năm nay. Những cây dưa được trồng trong giá thể, được cách ly với nhiều loại côn trùng, dịch hại. Hệ thống lưới phủ giúp hạn chế tác động của mưa lớn, dông lốc. Nhờ đó cây phát triển sinh trưởng tốt, đặc biệt hầu như không có sâu bệnh. Được biết sau đợt dông lốc cuối tuần trước, diện tích dưa chuột của anh Nhất vẫn an toàn, gần như không bị tác động nào. Hiện mỗi kg dưa được anh bán tại vườn với giá 30.000 đồng một kg, cao gấp đôi so với dưa chuột trồng theo phương thức truyền thống. Với sản lượng ổn định, mỗi vụ anh có thể thu được 100 triệu đồng. Cái sản phẩm của nó làm là sạch thật, cũng như là ở chính quyền địa phương cũng có quảng bá cho một vài lần. Sau khi đấy thì cứ dần dần bán 10.000, 15.000, sau thì lên 20.000. 20.000 thì đến như lúc này là tôi đang bán được giá là 30.000 đồng trên một cân. Những năm qua, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội đang định hướng trở thành vùng sản xuất rau màu chuyên canh lớn của Hà Nội. Địa phương tích cực chuyển đổi, hỗ trợ người dân dồn điền, đổi thửa, xây dựng nhà màng, nhà lưới, hướng tới sản xuất công nghệ cao, gia tăng giá trị trên một đơn vị diện tích. Với nhiều nguy cơ từ biến đổi khí hậu, khi sản xuất rau hè, nông dân đối diện với nhiều rủi ro, thách thức. Việc sản xuất rau màu theo hướng công nghệ cao được cho là hướng đi tất yếu. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn nhất hiện nay khi chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang hướng công nghệ cao vẫn là chi phí đầu tư và câu chuyện thị trường, đầu ra. Đây cũng là lý do chính khiến nhiều vùng rau chuyên canh đến nay vẫn còn hạn chế các mô hình sản xuất rau trong nhà lưới. Chương trình xin được tiếp tục với phần tin kết nối nhu cầu mua và bán nông lâm thủy sản tại thị trường trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, EU vẫn luôn là thị trường khó tính đối với những mặt hàng xuất khẩu với những yêu cầu khắt khe về nguồn gốc cũng như là dư lượng các chất trong nông sản. Vừa qua, Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan cho biết EU tiếp tục có những động thái siết chặt an toàn thực phẩm đối với nông sản nhập khẩu của Việt Nam từ tháng 5 năm 2024. Trong đó thì có việc áp dụng quy định mức dư lượng tối đa chất osamin trên các loại nông sản ở mức 0,001mg trên 1kg, thấp hơn rất nhiều so với mức 0,01 đến 0,05mg trên 1kg trước đây. Theo Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan, Liên minh châu Âu EU tiếp tục siết chặt an toàn thực phẩm với nông sản nhập khẩu từ tháng 5 năm 2024. Theo quy định mới, EU sẽ áp dụng mức dư lượng osamin trên các loại nông sản ở mức thấp nhất là 0,001mg trên kg. EU cũng cho phép áp dụng nông sản cho mức cao hơn như quả bơ áp dụng ở mức 0,05mg trên kg, cà chua 0,002mg trên kg, các loại ngũ cốc, trong đó có gạo, các sản phẩm động vật, là 0,005mg trên kg. Theo Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU, quy định này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sản phẩm nông sản xuất khẩu của Việt Nam, nên doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, thực phẩm Việt Nam vào thị trường EU cần thường xuyên theo dõi những quy định mới, kịp thời kiểm tra, giám sát, điều chỉnh hàng hóa xuất khẩu phù hợp với quy định. Chúng ta đang được thế giới kỳ vọng là chúng ta sẽ là cái bếp ăn của thế giới. Nghĩa là họ trông chờ vào tất cả các nguồn lương thực thực phẩm là phải trông chờ vào Việt Nam. An ninh lương thực thế giới cũng trông chờ vào vấn đề lương thực của Việt Nam. Thế mà chúng ta, nếu chúng ta không chấn chỉnh thì 10 năm nữa chúng ta cũng không thể trở thành cường quốc nông nghiệp đâu. Tại quy định mới từ EU, các mặt hàng của Việt Nam vào EU sẽ chịu giám sát cửa khẩu là ớt chuông, mì ăn liền và sầu riêng với tần suất kiểm tra tương ứng là 50%, 20% và 10%. Như vậy, đây là lần đầu tiên sầu riêng của Việt Nam xuất khẩu vào EU bị đưa vào diện kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tại cửa khẩu với tần suất 10%. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thị trường Nông sản ngày hôm nay của chúng tôi tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.